Xin chào quý vị và các bạn. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng tạo chất liệu cho tranh. Và đây thì đó thì mình sẽ cùng các bạn tạo cái chất liệu cho tranh nha. Rồi, sao? Đây, đây là các bạn biết này là gì không? Cái này là regular material. Regular material thì matte heavy body acrylic medium. Thì xem cái độ trong suốt và độ opaque, độ matte, độ gloss, độ thin và độ thick. Thì đây các bạn nhìn thấy không? Đó, thì cái độ này. Độ trong suốt thì nó sẽ khá là trong khi mà chúng ta nhìn cái tấm này. Opaque là đục, transparency là trong, và matte gloss, matte có nghĩa là đục mờ, gloss là chói sáng, thin là mỏng, thích là dày. Đó, thích là dày nghĩa là cái độ mà khô đi ấy thì nó sẽ dày. Và cái này rất tốt, gel matte này nó rất tốt để tạo chất liệu. Đây rồi, đó thì nó khá là thích, là dày, bởi vì nó là heavy body matte gel matte. Cái này nó là trong nha các bạn, này là trong, bởi vì xem cái độ transparency nó nhiều hơn. Còn này là mold, molding pad này là semi opaque acrylic medium. Cái này nó sẽ là khá là độc đây, bởi vì bạn xem cái opaque này, transparency là trong suốt, còn opaque là đục này, matte là cái độ mà độ mờ, độ không có bóng ấy. Còn cái này gloss là bóng này, cái này là không bóng này. Đó thì cái này sẽ là không bóng. Dạ, xin chào bạn Ankali nha. Đây, rất là vui khi mà bạn Ankali đã lên. Bên của mình bây giờ là 12 giờ 3 phút buổi buổi đêm. Bên bạn là đi chậm hơn bên mình 3 tiếng đúng không? Bạn ở bên thành phố nào vậy? Đó, thì mình đang giới thiệu về cái độ matte và độ gloss, độ thin và độ thick của cái medium. Đó, thì bây giờ mình thử nhé. Bên mình là bây giờ là 12 giờ 3 phút buổi tối. Đó, thì đây, thì mình sẽ dùng, mình đang ở tiểu bang Georgia. Cảm ơn bạn Akali đã hỏi câu hỏi rất là hay nha. Đó, thì mình ở tiểu bang Georgia. Rồi, ngồi góc này cho nó đẹp một chút. Đó, quay cái máy vào đây cho nó đẹp một chút. Mình ở tiểu bang Georgia, thành phố Atlanta, miền đông nam nước Mỹ. Thành phố Atlanta. Đó, hiện tại mình đang ở thành phố Atlanta. Đúng rồi, bên bên bạn mình đã sang bên San Jose và sang bên San Francisco rồi. Nên mình biết ở thành phố đó nó rất là đẹp. Và đi chậm hơn bên Atlanta này 3 tiếng. Đó thì mình đang thực hành này, cái gloss này. Đó cho các bạn yêu thích nghệ thuật đấy. Thì mình làm cái gloss này là cái này là cái molding pad. Molding pad thì cái này nó sẽ khá là mờ đục và không có độ bóng nha. Đó. Đó dành cho các bạn nào cái này nó molding pad và nó sẽ khá là đục và nó sẽ không có trong suốt nha các bạn ơi. Vì vậy nên là cẩn thận với cái này khi mà dùng cho cái tranh của mình. Bởi vì cái molding pad này nó chỉ tạo chất thôi mà không có tạo màu. Nên là nó sẽ tạo ra cái chất ở trong tranh của mình ấy, nó sẽ không không xuyên qua được lớp màu ấy. Cảm ơn bạn Ankali và các bạn đang xem nha. Rất là hạnh phúc khi mà
các bạn nên xem kênh của mình khi mình đang làm chanh, rất là hạnh phúc, rất là tuyệt vời khi có bạn Ankali USA và tất cả các bạn, hai bạn đang xem ạ. Rồi, xin cảm ơn hai bạn đang xem đó, xin chào hai bạn đang xem nha, xin chào. Rồi đó thì thế này nó sẽ khá là mờ đục các bạn nha. Đó, cho vào gần này, đó, đây thì xa như vậy có vẻ nhìn dễ hơn. Thì những cái này ấy, nó khi khô đi ấy, nó sẽ không có bóng nha. Đấy, những cái mình vừa chát lên này, chát lên cái bề mặt ấy, khi khô lên nó sẽ không bóng. It's matte, it's not gloss, matte medium. Đó, đó các bạn ạ. Thì mình chát ít thôi nha, bởi vì nó mờ đục và mình không thích có nhiều cái mờ đục ấy. Thì bây giờ đây, đó, cái này matte gel này, đó, trông như là những cái hồ vậy đó, nhưng mà cái này nó khá là mờ đục nên là mình sẽ dùng ít thôi. Thì mình sẽ dùng cái bay nhỏ này. À, biết mình có biết chị kênh YouTube chị Chi Brook, chị ấy cũng ở thành phố Atlanta. Dạ, cảm ơn bạn nha. Mình đã vào đăng ký kênh của chị Chi Brook. I know. Cảm ơn bạn. Kênh của chị Chibrook cũng rất là hay, mình cũng hay vào xem kênh của chị Chibrook. Đó, mình học hỏi được rất là nhiều. Chị Chibrook làm YouTube rất là giỏi. Mình cũng xem được rất là nhiều kênh của chị ấy. Mình cũng học cách làm cái mà thumbnail, mình cũng học của chị Chi Group, nhưng mà mình học lọc trên mạng thôi. Nhưng mà nó dùng cái phần mềm nó khá là đẹp, khá là nhanh và tiết kiệm rất là nhiều thời gian cho mình. Nếu bạn nào muốn làm cái thumbnail đẹp như chị Chi Group thì mình vào kênh Chi Group MMO, Chi Group MMO thì xem cái kênh của chị Chi Brook. Nó mình học làm rất là nhanh, rất là lẹ cái thumbnail đó các bạn. Mình học của chị Chi Brook, chị ấy rất là giỏi. Mình qua mấy, cảm ơn bạn Ankali USA đã có câu hỏi rất là hay đó, mình rất thích câu hỏi này. Mình qua Mỹ bây giờ là được gần hơn 7 năm rồi, hơn 6 năm, gần 7 năm rồi. Mình qua Mỹ từ mùa xuân năm 2013, 14, 15, 16, 17, 18, 19, hơn 6 năm rồi. Bây giờ đến mùa hè rồi, hơn 6 năm rồi. Đó, hơn 6 năm rồi. Thì rất là hay đó. Hôm nay mình rồi, cảm ơn bạn Ankali, cảm ơn bạn đã vào xem nha. Chúc bạn một ngày vui vẻ, mình tiếp tục làm nha. Chào bạn Đức Hải Trần DJ, cảm ơn bạn Đức Hải Trần DJ, bạn đã lên nha. Xin chào hai bạn đang xem, các bạn vào cho mình một like nha, lâu lắm rồi mới gặp bạn Đức Hải Trần nè, rất là vui. Chào bạn Đức Hải Trần, mình đang làm cái tranh đó, thì mình đang giới thiệu về một số cái mắt medium. Cảm ơn bạn Đức Hải DJ Trần, chào anh buổi tối vui vẻ nha. Rồi, cảm ơn bạn Đức Hải DJ Trần nha. Rồi, chúc bạn một ngày mới ở Việt Nam thật là hào hứng và thành công và vui vẻ luôn đó. Rồi, cảm ơn bạn Đức Hải DJ Trần. Thì mình tiếp tục với lại cái tranh ấy, bởi vì đây mình tạo một cái lớp rồi đó. Cái lớp này nó khá là nhiều màu sắc đây. Thì cái lớp này ấy, nó sẽ không có trong suốt nha, bởi vì nó sẽ khá là đục.
Đó, xin cảm ơn hai bạn. Bên này đang mưa to, anh ơi, to lắm. Ok, bên của mình không có mưa. Hôm qua thì có cảm thấy nó mưa, nhưng mà hôm nay thì không có mưa. Và bây giờ mùa này rất là mát. Mùa này là cuối mùa hè, là đầu mùa thu rồi. Đó, thì chuẩn bị sắp có lá vàng rơi ấy. Mình sẽ đi quay cho các bạn xem cảnh lá vàng rơi. Đó, ở Mỹ thì cũng được nhiều benefit và được nhiều lợi ích đó. Mình cũng rất là vui. Đó, thì đây. Rồi, cái màu mà mình đang chát lên này là cái màu màu này này. Đó, khi nó khô lên đấy, khô thì nó sẽ mờ đục và nó không có là gloss. Nó là matte medium. Đó. Thì không biết các bạn có coi được không? Rồi. Cảm ơn bạn Đức Hải tin dây trần. Đó. Thì tiếp tục nha, mình đổi sang cái này này. Nhưng mà khi làm ấy thì mình chừa ra một số cái màu á. Một số cái màu để mình chừa ra cho nó đã chừa ra cho nó lộ mấy cái màu ở dưới lên. Mình không có chát hết nha. Bởi vì chát hết ấy, thì mình sẽ không xem được cái màu. Rồi, xin chào ba bạn đang xem nha. Rất là hạnh phúc. Rồi, chào các bạn. Rất là vui khi các bạn đã lên đây xem. Đó, thì bây giờ mình chuyển đến cái mat gel nha. Đó, regular gel mat. Cái này nó sẽ là cái màu trong suốt. Cái màu trong suốt các bạn nha. Cái màu này ấy, thì mình sẽ chát lên đó, nhưng mà mình sẽ nhìn thấy nó trong suốt, nhưng mà lúc mình chát lên ấy thì mình không tạo ra được những cái mà mình để trong suốt ấy. Đó, thì mình sẽ tạo ra một số cái khoảng nó sẽ bóng và nó sẽ trong, để mình làm cho nó cảm thấy là mình vẫn có những cái khoảng hở ấy. Đó, những cái khoảng hở để mình cho những cái màu nó nhoi lên. Đó. Rồi, xin chào bạn Ankali đã quay trở lại nha. Chào bạn Đức Hải tin đây Trần. Rồi, rất là tuyệt vời, cảm ơn. Rồi đó, thì mình tạo ra những cái độ ấy. Đó, nó chát đấy. Nó chát lên những cái này này. Đó. Chào bạn Ankali nha. Dành mấy phút để giao lưu với các bạn này. Mình qua Mỹ du học được hơn 6 năm rồi. Đó. Hơn 6 cái mùa bánh chưng rồi mà chưa chưa được về này. Về mới có một lần thôi. Đó. Qua Mỹ hơn 6 mùa bánh chưng rồi đó bạn ạ. Hơn 6 năm rồi. Thì bà Tân Vlog nói là hơn hơn 6 mùa bánh chưng rồi đó. Đó. Không biết là thêm một mùa bánh chưng nữa là ngồi là buồn lắm các bạn Antalya ạ. Hơn 6 mùa bánh chưng rồi mà chưa được về Việt Nam đây. Đó. Đó thì nói vui đó. Mình đang học ngành painting đó, mình đang painting này các bạn này. Đó, painting. Painting painting là nghề làm tranh đó. Painting. Đó, làm painting như này này. Làm tranh bạn Antalya. Đó, mình làm tranh nha. Đấy, mình làm tranh, mình painting. Đó. Mình làm nghệ thuật, mình làm art. Ok. Đó, ok bạn Ankali. Rồi, cảm ơn bạn Ankali. Đó, thì mình làm art nha. Rồi, tiếp tục cái này ấy. Cái này nó khá trong ấy, nên là nhưng mà mình cũng phải cẩn thận khi mà mình tạo ra cái chất liệu. Bởi vì nếu mà mình tạo cái chất liệu ấy mà nó không được mà như ý mình ấy thì mình sẽ rất là buồn các bạn ạ, nên là mình phải luôn cẩn thận đấy.
tạo ra một số cái chất liệu ấy, nhiều cái thì mình tạo ra như vậy, nhưng mà nhiều cái ấy, thì mình sẽ tạo ra đó. Đúng rồi, bạn Alkali ạ. Rồi, cảm ơn ba bạn đang xem nha. Đó thì học art ấy thì mình phải 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 có sự đam mê đó, phải sáng tạo là đúng rồi, là bạn Alkali học art là phải sáng tạo và phải có khiếu nữa. Đúng rồi, thì mình cũng có khiếu đó, nhưng mà mình phải có đam mê đó. Nếu mà mình không đam mê ấy, thì mình sẽ không theo đuổi được nó đến cùng, bởi vì cái gì mình cũng phải làm đam mê đó, đam mê cống hiến. Rất là vui ấy, khi mà mình có cái kênh YouTube ấy, mình vừa làm mình vừa giao lưu được với các bạn đó, bởi vì làm vậy ấy, nó rất là hay đó. Rồi, rất là hay, nó rất là thúc đẩy cái quá trình giao lưu và giao tiếp của mình đó. Đó thì mình chat xong cái này rồi nha, thì mình khi mình chat này xong ấy, thì mình đó, hôm qua mình cũng vào kênh của bạn Alkali coi đó, lát nữa mình sẽ qua bên kênh của bạn Đức Hải Trần coi đó. Rồi mình sẽ vào kênh của bạn Alkali coi nha. Mình không có khiếu vẽ. Rồi, không sao bạn ạ, thì ai cũng có cơ hội, ai cũng có lý do để trở thành artist đó. Thì nếu mà mình cố gắng ấy, mình học mình đọc thì mình sẽ hiểu, bởi vì nó cũng như là mình phải nghiên cứu thật là sâu ấy, thật là sâu, thật là chi tiết thì mới có thể mình làm họa sĩ được. Còn mà bất kỳ ai thì cũng có thể mà vẽ tranh được bạn ạ, cũng không không lo lắng đâu, mình cứ thưởng thức thôi đó, mình cứ enjoy thôi đó. Như là một những cái gì nó màu sắc nó rực rỡ, khi mà bạn đồng cảm được với lại cái người nghệ sĩ ấy, thì bạn sẽ thấy nó đẹp đó, thì bạn sẽ thấy những cái bức tranh đẹp rồi đó. Thì hôm nay mình đang chát cái màu lên đó, thì cái màu treo này này thì mình nhớ để cho nó khô nha. Rồi, cảm ơn bạn Đức Hải, TJ Trần đó các bạn nha, mình nhớ để cho nó khô khô hoàn toàn nha đó. Vì vậy ấy, là mình để mai đi ha, để mai mình làm cho nó khô ấy, để đợi đến mai ấy, mình đi học mình quay lại mình làm tiếp ấy. Còn bây giờ ấy, thì chắc là mình chuẩn bị mình đi về thôi đó. Đó, đây là hai cái bước này này đó, thì mình vào xem kênh của các bạn một chút nha. Rồi thì các bạn cứ vào xem kênh, thì mình hy vọng mình sẽ chia sẻ được cái art của mình với các bạn. Cái tóc đèn này nó hơi hơi tối một chút, nhưng mà không sao, thì mình cảm thấy mình nhìn cái art này nó dễ hơn đúng không các bạn, cái đèn nó hơi chói một chút đó, nhưng mà mình thấy cái art đấy nó rất là đó. Rồi thì mình xin tạm dừng cái kênh YouTube ở đây nha. Mình ý là mình dừng video ở đây. Rồi thì mình xin chào các bạn một lần nữa. Thì trước hết là mình chào ba bạn đang xem. Đó, chào bạn Alkali USA. Chào bạn Đức Hải, TJ Trần và chào tất cả các bạn đang xem. Các bạn nhớ nhấn mình nút like nha. Nhấn nút like trước khi đi và nhấn nhấn đăng ký kênh nếu mà bạn nào chưa đăng ký kênh ạ. Rồi, cảm ơn các bạn nhé. Hẹn gặp lại các bạn, chúc các bạn thành công. Rồi, chúc các bạn một ngày thành công và vui vẻ. Chúc các bạn ở Mỹ thì ngủ ngon. Chúc anh sức khỏe. Rồi, cảm ơn bạn Đức Hải TJ Trần. Rồi, mình sẽ qua chơi với bạn nha. Xin chào tất cả các bạn. Bye bye.